Chào mừng quý và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý các bạn bộ nồi nước nấu phở, nấu nước sôi, nấu nước phở, nấu nước lèo, nước dùng. Đây thì đây là máy của chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng inox 304. Đấy, còn chân đế thì sử dụng inox 201. Đấy, thì ngoài chức năng nấu nước, nấu phở, chúng ta có thể dùng để nhúng giá, trần giá hoặc là luộc gà, nấu cháo. Thì nó rất là có nhiều chức năng. Thì bên hiện tại bên Cường Máy, Điện Máy Cường Linh cũng có nhiều dòng sản phẩm, ví dụ như kích thước khác nhau, ví dụ như là 20 lít, 30 lít, 50 lít, 80, 120 hoặc là nồi lớn hơn thì là nồi 200 lít. Thì đây là hôm nay là cái máy này là cái máy 50 lít, công suất 3 kW. Đấy, máy được sử dụng hoàn toàn bằng inox. Đây là cái phần chân đế của máy này. Chân đế của máy thì được làm hoàn toàn bằng inox 201, rất là bóng ở đây. Đấy, ở dưới các chân đế thì nó có núm cao su này, vừa để đỡ trơn trượt trong khi sử dụng và cũng như để phần cách điện trong khi sử dụng này. Tiến lên cái phần này, đó là đây là cái đầu ra của máy. Thì lúc chúng ta lấy nước ra thì chúng ta chỉ cần vặn cái khóa van này thôi. Còn lúc chúng ta sử dụng thì chúng ta đóng lại và chúng ta cắm điện lên. Còn ở đây có ba cái bóng điều khiển như thế này. Hai cái bóng điều khiển này là để báo hiệu là cái động cơ của nó hoạt động. Nó thì sử dụng hai cái thanh nhiệt ở bên trong. Thì bên này một thanh, còn bên này một thanh. Đây là núm điều chỉnh thanh nhiệt này. Thì lúc chúng ta điều chỉnh cái núm này thì cái thanh nhiệt nào hoạt động thì cái bóng của nó sẽ báo hiệu tương ứng. Còn ở cái nút xanh này là nó sẽ báo hiệu là ở chế độ giữ ấm này. Chúng ta cần ví dụ như cần 60 độ chẳng hạn thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải cho nước sôi lên, sau đấy chúng ta chỉnh về 60 độ. Và đến 60 độ thì cái núm điều chỉnh xanh này nó sẽ báo hiệu 60 độ. Đấy, còn đây là cái phần khung bệ của nó rất là chắc chắn. Làm khung của nó bằng inox 201, còn cái phần này thì làm bằng inox 304. Thì bằng inox hết thì thứ nhất là nó vừa đảm bảo này. Thứ hai là nó độ bền cao, dễ vệ sinh. Thì lúc chúng ta sử dụng xong thì chúng ta chỉ cần dội nước qua là được. Inox này thì nó chịu được nhiệt độ đến 120 độ C. Đấy, chịu được nhiệt độ rất là lớn, nên đảm bảo là nó không bị hỏng khi chúng ta sử dụng ở nhiệt độ cao. Đây, quý các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần tiếp giáp giữa cái thân với cái đế thì nó được dính keo silicone rất là chắc chắn ở đây. Đấy, đảm bảo máy không bị hỏng nhanh. Còn đây là cái phần nắp đậy của máy này. Máy thì vừa có hai loại nắp đậy, một loại nắp liền là nó có thể liền như thế này luôn, còn một loại là hình nắp bán nguyệt. Nắp bán nguyệt là hình, đây là cái máy nắp bán nguyệt này. Còn một loại nắp liền thì nó sẽ liền tròn như thế này luôn, không bị tách ra. Thì với cái nắp liền thì quý các bạn nào có nhu cầu mà sử dụng ít phải mở vung thì chúng ta sử dụng cái nắp liền. Còn mà hay mở vung, ví dụ như nấu phở chúng ta phải mở ra nhúng giá, trần giá hoặc là múc nước lèo cho khách thì chúng ta sử dụng cái bán nguyệt này thì nó rất là tiện. Đấy, ở trên cái vung thì nó có thiết kế thêm một cái lỗ như thế này. Đấy, có thể đóng ra hoặc mở ra hoặc đóng vào như thế này là để cho nó thông hơi ở đây, hoặc là đỡ chống trào trong lúc sử dụng. Đấy, hoàn toàn nó cũng làm bằng inox, rất là bóng sáng. Đây, inox rất là dày, chắc chắn. Còn bên trong của máy thì là nó có, đây là cái lồng bên trong của máy, dùng để chúng ta có thể bỏ xương này, bỏ gà vào đây rồi chúng ta vớt lên. Đấy, bỏ xương, bỏ gà, bỏ giá vào đây, chúng ta bỏ rau củ quả chúng ta bỏ vào đây, chúng ta luộc là nhúng giá, trần giá. Đấy, thì chúng ta chỉ cần bỏ vào chúng ta ở đây thôi, hoặc là hầm xương thì chúng ta cũng là vớt lên thì xương nó sẽ nằm bên trong này, còn cái phần nước thì nó sẽ chảy xuống. Đây là cái phần bên trong của máy này, thì máy có gồm hai cái thanh nhiệt ở đây. Nguyên lý hoạt động của máy thì cũng giống như là cái nồi, cái ấm đun siêu tốc, thì nó sử dụng thanh nhiệt ở đây. Bên này là dây nóng, bên này dây mát, nó kết hợp với nhau. Đấy, thì nó sinh ra nhiệt và nó sẽ làm sôi cái nước của chúng ta. Đây, quý vị các bạn nhìn vào bên trong này, các mối hàn đây, hàn rất là kín này để không bị hở nước trong quá trình sử dụng.
rất là chắc chắn. Còn ở này có cái lỗ này là để nước nó chảy ra ở đây. Thì lúc chúng ta sử dụng xong thì chúng ta chỉ cần dội nước một cái thôi thì nó sẽ sạch luôn, vì nó được làm hoàn toàn bằng inox, kể cả thanh nhiệt đây cũng làm bằng hoàn toàn bằng inox. Ở cái thanh của nó thì ở hai bên là hai lớp inox, còn ở giữa thì nó là có một tấm xốp cách nhiệt đấy. Cho nên đợi bên này phần inox này, bên ngoài này cũng là inox, thì ở bên giữa này thì nó ở bên trong này nó sẽ là một phần lớp cách nhiệt. Máy thì có hai cái tay cầm hai bên, thiết kế hai tay cầm hai bên đây rất là tiện lợi để chúng ta có thể bê này, có thể vì có thùng lớn nhưng có hai người hai bên đấy. Và cái này cũng làm bằng cách nhiệt để giúp chúng ta đỡ bị nóng hơn lúc sử dụng đấy. Sử dụng rất là dễ, chúng ta chỉ cần đổ nước vào đây đấy, tiến hành đậy nắp và bật điện lên thôi thì nồi nó sẽ tự sôi lên đấy. Chỉnh đúng áp suất này thì nồi sẽ tự sôi, lúc nào chúng ta cần lấy nước hoặc là xả nước ra thì chúng ta vặn vào đây đấy, rất là tiện lợi. Tổng thể của máy thì cũng khá là gọn nhẹ. Công suất 3 kW. Đây, chúng ta có thể dùng nhìn cái hệ thống đấu ra điện ở dưới này, nó cũng rất là đơn giản. Đây, chúng ta có thể nhìn ở bên dưới. Bên dưới thì đây là cái chỗ để mà cái đường ống ra của nó này, còn cái phần dây điện kết nối bên này, rơ le nhiệt hoặc là phần dây điện thì nó sẽ nằm bên này. Đấy, được hàn rất là chắc chắn. Còn ở cái phần máy có thiết kế thêm là cái công tắc tự động ngắt máy khi đủ nhiệt này. Thì đây, chúng ta lúc đun sôi thì chúng ta cần vặn cái này về hết cỡ này. Chúng ta cần vặn hai công tắc này về hết cỡ để cho nước nó sôi lên đã. Rồi sau đấy ví dụ như cần nhúng gà chẳng hạn. Nhúng gà, nhúng vịt thì thường thường người ta sẽ dùng khoảng 50 độ, 60 độ thôi. Thì chúng ta điều chỉnh cái núm này về 60 độ này. Đấy, điều chỉnh hai núm về 60 độ. Thì cái nước trong này nó sẽ về 60 độ. Và cái rơ le của nó sẽ tự ngắt, nó sẽ giữ mức ở 60 độ thôi. Đấy, rất là tiện lợi để chúng ta không phải tiết kiệm điện này, không phải lãng phí điện năng hoặc là gây cháy sản phẩm trong nồi. Thì cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video. Quý khách có nhu cầu mua nồi nấu phở, nồi nấu nước, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ 923 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý khách ở xa thì chúng tôi có thể gửi qua bưu điện. Quý khách đến hàng đến tận nơi có thể kiểm tra và nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Đấy, đúng như mô tả, đúng như máy chúng tôi giới thiệu đến quý các bạn đây, hoàn toàn bằng inox. Cảm ơn quý và các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.